Chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài phương trình tích. Ở tiết trước, các em đã được học về phương trình tích và cách giải. Hôm nay ta sẽ qua phần 2, áp dụng. Ví dụ 2, giải phương trình. Thì để giải được phương trình này, ta sẽ đưa nó về dạng là phương trình tích. Vậy các em cùng quan sát. Bước đầu tiên, đó là ta chuyển các hạng tử ở vế phải của phương trình này sang vế trái. Vậy khi đó, vế phải còn lại là 0. Tiếp theo, các em rút gọn vế trái của phương trình này. Thì đây ta thực hiện là phép nhân đa thức cho đa thức. Và các em quan sát ta thấy 2 trừ x nhân 2 cộng x, đây chính là hằng đẳng thức thứ 3, hiệu 2 bình phương. Và ở đây ta thực hiện phép nhân đa thức cho đa thức như sau. X nhân x là x bình. 1 nhân x là x. X nhân 4 là 4x. 1 nhân 4 là 4. Và khi đó ta đã thực hiện là đưa hằng đẳng thức về dạng 2 mũ 2 trừ x bình. Các em lưu ý, ở đây ta thực hiện quy tắc bỏ ngoặc. Vậy trước dấu ngoặc là dấu trừ thì khi bỏ ngoặc ta sẽ đổi dấu các hạng tử trong ngoặc. Vậy đây 2 mũ 2 ta sẽ đổi dấu thành là âm 2 mũ 2. Âm x bình thì ta sẽ đổi dấu là cộng x bình và bằng 0. Bước sau đó là các em rút gọn vế trái. Thì đây ta thấy x bình cộng x bình là 2x bình. X cộng 4x là 5x. 4 mà trừ cho 2 mũ 2 thì bằng 0. Và vế phải bằng 0. Tiếp tục, các em phân tích vế trái này thành nhân tử. Từ đây ta sẽ sử dụng phương pháp đó là đặt x là nhân tử chung. Vậy khi đó trong ngoặc sẽ còn lại là 2x cộng 5 và bằng 0. Vậy ta đã đưa được phương trình đã cho về dạng phương trình tích. Tới đây các em giải phương trình tích. Tương đương x bằng 0 hoặc 2x cộng 5 bằng 0. Vậy ta có được phương trình thứ nhất, x bằng 0. Phương trình thứ hai, 2x cộng 5 bằng 0. Tương đương, ta thực hiện quy tắc chuyển vế là 2x bằng âm 5. Tương đương, x sẽ bằng âm 5 phần 2. Và cuối cùng, kết luận tập nghiệm của phương trình đã cho chính là 0 hoặc âm 5 phần 2. Vậy qua ví dụ 2 này, từ đó ta có nhận xét như sau. Trong ví dụ 2, ta đã thực hiện hai bước giải như sau. Bước thứ nhất, đó là ta đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích. Bước thứ hai, giải phương trình tích rồi kết luận. Vậy ở bước thứ nhất, chúng ta đã thực hiện đó là chuyển tất cả các hạng tử sang vế trái. Lúc này vế phải sẽ bằng 0. Sau đó, ta rút gọn vế trái và ta phân tích đa thức vế trái thành nhân tử. Vậy đây chính là các bước để ta đưa một phương trình về dạng phương trình tích và ta giải phương trình tích đó ra. Từ đó các em vận dụng và làm cho thầy. Chấm hỏi 3. Giải phương trình. Vậy ở đây ta quan sát phương trình sau. Ta thấy là người ta cho x mũ 3 trừ 1. Vậy ta thấy đây chính là hằng đẳng thức hiệu 2 lập phương. Các em hãy khai triển hằng đẳng thức này ra. Khi đó, ta sẽ biến đổi x mũ 3 trừ 1 thành x trừ 1 tất cả nhân cho x bình cộng x cộng 1 và bằng 0. Và ta thấy là gì? X trừ 1 là nhân tử chung. Vậy khi đó ta sử dụng phương pháp đặt x trừ 1 là nhân tử chung
Khi đó trong ngoặc sẽ còn lại hai biểu thức này. Biểu thức thứ nhất x bình cộng 3x trừ 2 và trừ cho biểu thức thứ hai x bình cộng x cộng 1 và bằng 0. Sau đó các em lần lượt là bỏ ngoặc hai biểu thức này. Thì ta thấy là trước dấu ngoặc là dấu cộng thì bỏ ngoặc ta giữ nguyên dấu các hàng tử trong ngoặc. Còn biểu thức thứ hai trước dấu ngoặc là dấu trừ thì khi bỏ ngoặc ta sẽ đổi dấu các hàng tử trong ngoặc. Chẳng hạn như là x bình ta sẽ đổi dấu thành trừ x bình. Cộng x sẽ đổi dấu thành trừ x và cộng 1 đổi dấu thành trừ 1 và bằng 0. Sau đó ta sẽ rút gọn ra thức trong ngoặc này. Thì x bình trừ x bình là 0. 3x trừ x thì còn lại 2x. Trừ 2 trừ 1 sẽ bằng trừ 3 và bằng 0. Vậy ta đã thấy là ta đã đưa về dạng phương trình tích. Thì tới đây các em giải phương trình tích. Tương đương, ta có được phương trình thứ nhất x trừ 1 bằng 0 hoặc 2x trừ 3 bằng 0. Phương trình thứ nhất x trừ 1 bằng 0 tương đương x bằng 1. Phương trình thứ hai 2x trừ 3 bằng 0 tương đương x bằng 3 phần 2. Vậy cuối cùng kết luận tập nghiệm của phương trình đã cho chính là 1 hoặc 3 phần 2. Vậy ta đã thực hiện chấm hôi 3. Các em qua ví dụ 3, giải phương trình. Thì ta cũng đưa phương trình đã cho này về dạng phương trình tích. Theo các bước đã nêu. Đầu tiên đó là các em chuyển các hàng tử ở vế phải sang vế trái. Và lưu ý là chuyển vế thì nhớ đổi dấu. Vế phải còn lại là 0. Vậy để phân tích vế trái thành nhân tử thì ở đây thầy sử dụng phương pháp nhóm hàng tử. Ở đây ta nhóm hai hàng tử đầu và hai hàng tử sau này. Sau đó các em lần lượt là ta thấy ta phân tích được dấu ngoặc đầu tiên thành nhân tử. Ở đây thầy thấy là có x bình là nhân tử chung, khi đó còn lại là 2x trừ 1. Còn ở dấu ngoặc thứ hai thì ta để dấu trừ ở đằng trước dấu ngoặc thì các hàng tử trong ngoặc sẽ đổi dấu. Vậy ở đây ta thấy là ta để dấu trừ ở đằng trước dấu ngoặc thì trừ 2x sẽ đổi dấu thành cộng 2x, cộng 1 sẽ đổi dấu thành trừ 1 và bằng 0. Tới đây ta lại thấy là 2x trừ 1 là nhân tử chung. Vậy các em đặt 2x trừ 1 là nhân tử chung. Khi đó ta sẽ còn lại là x bình trừ 1 và bằng 0. Tiếp tục ta lại thấy x mũ 2 trừ 1 là hằng đẳng thức thứ 3. Vậy ta sẽ đưa về là x trừ 1 nhân x cộng 1. Vậy ta đã có được phương trình tích như sau. Các em giải phương trình tích này ra. Tương đương 2x trừ 1 bằng 0 hoặc x trừ 1 bằng 0 hoặc x cộng 1 bằng 0. Khi đó phương trình thứ nhất 2x trừ 1 bằng 0 tương đương x bằng 1 phần 2. Phương trình thứ hai x trừ 1 bằng 0 tương đương x bằng 1. Phương trình thứ ba x cộng 1 bằng 0 tương đương x bằng âm 1. Vậy cuối cùng kết luận tập nghiệm của phương trình đã cho chính là nghiệm của ba phương trình trên. 1 phần 2 hoặc 1 hoặc âm 1. Vậy ta đã thực hiện xong ví dụ 3. Ta qua chấm hồi 4. Tiếp tục giải phương trình. Thì ta cũng đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích. Vậy đây người ta cho mình hai biểu thức trong ngoặc, ngoặc thứ nhất và ngoặc thứ hai. Ở đây ta thấy là ta sẽ phân tích ngoặc thứ nhất này thành nhân tử. Ta có là x bình là nhân tử chung, khi đó
còn lại là x cộng 1. Và phân tích ngoặc thứ hai thì ta có được là x là nhân tích chung, vậy còn lại là x cộng 1 và vế phải bằng 0. Các em quan sát ta thấy là gì? X cộng 1 là nhân tử chung. Ta lại đặt x cộng 1 là nhân tử chung. Khi đó trong ngoặc còn lại là x bình cộng x và bằng 0. Tiếp tục ta lại thấy ngoặc thứ hai này. Lại phân tích được thành nhân tử. Đó là có x là nhân tử chung. Khi đó trong ngoặc sẽ còn lại là x cộng 1 bằng 0. Tương đương. Ở đây ta thấy x cộng 1 nhân x cộng 1 chính là x cộng 1 tất cả bình phương. Vậy ta đã đưa được về dạng phương trình tích như sau. Các em giải phương trình tích này ra. Tương đương x bằng 0 hoặc x cộng 1 tất cả bình phương bằng 0. Ta có được phương trình thứ nhất x bằng 0. Phương trình thứ hai, ta thấy là gì? Phương trình thứ hai x cộng 1 tất cả bình phương bằng 0. Phương trình này sẽ tương đương với phương trình x cộng 1 bằng 0. Và phương trình x cộng 1 bằng 0 cho ta nghiệm x sẽ bằng trừ 1. Và cuối cùng ta kết luận tập nghiệm của phương trình đã cho chính là 0 hoặc âm 1. Vậy thầy đã hướng dẫn cho các em giải phương trình bằng cách đó là ta đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích. Sau đây, các em làm bài tập 22 sách giáo khoa trang 17. Các em thực hiện bài tập này vào vở bài tập. Ở bài sau, chúng ta sẽ học luyện tập. Vậy các em xem trước cho thầy bài tập 23, 24, 25 trong sách giáo khoa trang 17 để tiết sau ta luyện tập. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Chào các em. Các em ấm tiếp theo để ta làm bài tập trắc nghiệm.